hộp à? Đưa chị xem nào. Đi vào đây, vào đây, vào đây, chị mở xem trong này có gì. Nhặt được ở đâu thế? À, ở chỗ cổng á. Trang ơi, Cam ơi, hai chị em đang làm gì đấy? Tới sang nhà cậu chơi. Này, cái gì không đấy? Biết em Cam vừa nãy đem cho tớ một cái hộp này vào đây này. Ui, không biết là hộp gì, trông méo mó này. Wow. Như kiểu cái hộp mỏng ấy, nhưng mà bên trong nặng lắm cậu ơi. Thế trông cái này gì mà mắt nó sáng lên này Cam ơi. Đây như kiểu con robot ấy, mà không biết là robot gì. Hay thử mở ra nhá. Ờ, thử mở ra. Đấy. Trông sợ chưa? Không phải đâu, đây là siêu nhân robot đấy. Đây hình như là robot con ong đấy. À, Bumblebee, vật ở trong phim Transformer đúng không? Ờ, xem trong hộp còn gì không Cam? Cam cười. Ôi, còn cái bánh xe. Cái bánh xe này lắp ở dưới chân à? Không phải. Như thế nào? Còn... À, đây, lắp ở trên hai vai cậu ơi. Ở trên tay đây này. Trông như kiểu robot chibi ấy. Đấy, được rồi. Đâu? Một cái rồi. Đấy, đưa đây. À, đây là đúng nó lắp trên vai à? Đúng rồi, lắp ở trên vai. Này. Ôi nhìn tay robot này nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, được rồi. Wow, hai cái này. Wow, nhìn đẹp chưa? Thế nó thế con này hỏng rồi, nó không biết nhảy cậu ơi. Nó chỉ có mỗi có cái này thôi. Tưởng là bật nấc là phải nhảy chứ nhỉ. Để tớ xem lại xem nào. Anh à. Trông nhảy đáng yêu chưa? Con này còn nhún ấy, nhún chân nữa các bạn ơi. Đấy, cái gì đấy? À nó chuyển bài hát cậu ạ. À thế à. Hay nhảy Cam nhảy. Ôi, nó còn biết giơ tay này. Ừ, đây này, cái tay nó còn giơ tay. Wow. Ôi, con robot này đẹp nhờ em Cam nhỉ. Mà nhảy rất sướng luôn bạn ơi. Nhảy giơ tay như này này. Thích nhờ. Ui, cái gì đấy? Ai ốt mà. Sao con robot nó lại nổ mất rồi cậu? Ô, em Cam ơi, sao con robot nó lại nổ mất rồi? Nó nổ ra cái gì này? Em ơi, nó nổ ra cái gì ấy? Biết mở không? À, mở thế à? Wow. Ui, em Cam em mở ra rồi, đưa anh xem. Ui, đây là cái gì ấy, để tôi đổ ra em nào. Trong cái hộp này cũng như là hộp siêu nhân robot ấy nhỉ. Wow. Cái đấy là cái gì? Trông lạ nhỉ. Nhìn này á, như là kẹo xốp ấy cô ơi. Ăn thử nhá. Cậu thử ăn thôi. Ăn thử nhá. Ờ. Có thấy cái gì không? Không, không xốp ấy. Thế à? Ừ. Sao thế? Nhảy đi. Còn làm sao đấy? Sao cậu nhảy giống con robot thế nhỉ? Hay là cậu lè cái kẹo ra đi. Ui, kẹo này là kẹo nhảy múa mọi người ơi. Sao lại kẹo nhảy múa? Ăn cái kẹo vào à, là tự nhiên nhảy giống y hệt con robot luôn. Thế à? Có nghĩa là chân tay không điều khiển được xong là nó cứ nhảy á? Ừ. Thế à? À, em Cam ăn thử đi. Em Cam ăn đi em Cam. Xem là nó như thế nào. Đúng rồi. Em Cam cũng nhảy giống tới rồi nãy rồi cậu ơi. Ừ, sao cái kẹo người ta đã nhảy. Đấy, người ta đã bảo đây là kẹo nhảy múa rồi mà. Này. Ui, thì bây giờ mình đi chơi đi. Cái trò này mình cho các con vật nhà mình ăn để nó cũng nhảy. Ờ đúng rồi. Ui Cam ơi, nhìn phía trước kìa, con bò sữa nhà mình nó đã ăn cỏ đấy em Cam ơi. À, bọn mình cho bò sữa nhảy đi. Này, em Cam cầm cái này đem ra ngoài đấy cho bò sữa ăn. Đấy, em Cam mang ra xong là xem con bò sữa nó có biết nhảy không nhá. Nào Cam chạy ra đây mang cho con bò sữa đi. Nhảy đi. Con bò sữa đang nhảy kìa. Cười chứ không? Mình chưa bao giờ nhìn bò sữa nhà mình nhảy đâu. Hôm nay là đầu tiên mình được nhìn đấy các bạn ơi. Nhìn cái con bò này sau khi nó ăn kẹo nó nhảy kinh chưa kìa. Ơi. Sao lại có con hổ nó vào nhà tớ như thế kia? Ừ nhỉ sao? Con hổ này trông dữ tợn lắm cậu ơi. Sao nó lại vào đây nhỉ? Cẩn thận mà nó lại ăn mất bạn con vật nhà tớ đấy. Nhà thế nào giờ? Hay mình lại cho nó ăn cái kẹo này. À đúng rồi, mình sẽ lừa nó ăn cái kẹo này. Thế để cho nó nhảy không ngừng nghỉ. Xong là nó... Xong nó mệt rồi, nó bỏ chạy, nó bỏ đi các bạn ơi. Đúng rồi. Đâu cậu xem bên trong còn kẹo không nào? Ui may quá vẫn còn một viên màu vàng cậu ơi. Ừ. Bây giờ tớ sẽ mang ra cho con hổ nó ăn nhá. Đây này, tớ cho cậu ăn cái kẹo ngon nhất của tớ này, cậu ăn đi. Ui. Ui, cậu ơi, lừa mãi, cái con hổ ấy nó mới chịu ăn cậu ơi. Ừ, nó lại còn nghi ngờ tớ ấy. Thế may mà nó không ăn thịt cậu đấy. Ừ,
không biết là nó ăn nó sẽ như thế nào nhỉ, mình ra mình xem đi. Đi. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tăng 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 tăng, nhảy đi bậy, tăng 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 tăng. Nó nhảy trong mệt quá thì nó chạy đi mất đấy. Ui mẹ mắc ơi, may mà đuổi được con hổ đấy. Ờ, may mà. Đây lâu thì có khi các bạn con vật nhà tớ bị gặp nguy hiểm đấy. May mà nhờ cái hổ kẹo này mà mình đuổi được đấy. Đây à, đúng là một lọ kẹo thần kỳ luôn các cậu ơi. Ui, cái tiếng gì đấy? Có con gì nó chui lên từ sân nhà tớ kìa. Ui, ui, trông như con zombie ấy cậu ơi. Ui, bây giờ phải làm như nào Nhím ơi? Bây giờ mình phải làm cách nào để đuổi cái bộ xương này đi ra khỏi đây thôi. Cậu chờ tớ một tí. Ui, con zombie. Cái gì đây? Cái này á? Ờ. Tớ vừa lấy được ở trong kia đấy. Đây là cái bồ cào của chú Bát Giới đấy. Tớ sẽ bổ như này này, bổ như này con zombie đấy. Ui, không ăn thua đâu. Làm sao? Tớ vừa nhìn thấy nó múa võ đấy. Đâu đâu đâu, nó con zombie còn biết võ cả. Ừ, thì lúc mà cậu chạy vào lấy cái này này. Kìa kìa, đấy, ui, ui. Ai ốt mà. Con này nó còn biết võ các bạn ạ. Thế này thì không ăn thua rồi. Ừ, thế mình phải nghĩ cách thôi. Không đánh được nó rồi. Làm thế nào bây giờ? À, đây này. Cái gì? À. Này mình nghĩ ra. Ừ đúng rồi, mình còn cái hộp kẹo này cơ mà. Hay là mình thử cho nó ăn đi. Nhưng mà liệu nó có ăn không? Nó không ăn thì mình bắt nó ăn. Ừ, thế thì để tớ sẽ lừa ra đây. Xong tớ nhét vào mồm nó. Ừ, đây, tớ đưa cậu một viên này. Ờ, được rồi. Nếu như mà nó mà nhảy theo á thì à, mình không còn sợ nó nữa. Ừ. Xong rồi mình đuổi nó ra khỏi sân nhà mình. Ừ. Đấy đấy, nhìn kìa, nó đang nhảy rồi kìa. Ừ. Thế này à, thì xong rồi mình đuổi nó ra khỏi nhà luôn đi. Ui, nó chạy ra khỏi cổng nhà tớ rồi. Ừ, may quá các bạn ạ. May mà có cái thuốc nhảy này đấy. Còn không, sắp hết rồi đấy. Sắp hết rồi. Ừ, nên là mình phải dùng cẩn thận vào, không là hết đấy. Ừ, lần sau mà mình gặp khó khăn gì. Đúng rồi, mình gặp khó khăn gì là mình lại mang cái thuốc nhảy này ra nhá. Ừ.